Thì câu chuyện Lục Vân Tiên có những nét tương đồng với cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu, với những tình tiết chính. Tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu, qua đó nhắc nhở người đời về luật nhân quả. Mình mến chào tất cả mọi người và các bạn đã trở lại với kênh Giác Tùng nha. Hôm nay mình đang có mặt ở dưới Bến Tre, bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Quyết định số 2499 ngày 22 tháng 12 năm 2016. Và đây là đền thờ Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Đình Chiểu Temple. Đền thờ Nguyễn Đình Chiểu được chính quyền Sài Gòn giờ xây dựng vào năm 1972, hoàn thành năm 1974 với kiến trúc ba gian, mái lập ngói âm dương, cổng tam quan. Người đứng ra chủ trì xây dựng đền thờ là Quốc vụ Khai Minh Thọ Truyền. Diện tích ban đầu của đền thờ và khu mộ là 5.600 m². Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã cho mở rộng và xây dựng mới khu đền thờ. Và đây là những thông tin về mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu. Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu tọa lạc tại ấp 3, tức ấp Dòng Cục, xã An Đức, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa ngày 27 tháng 4 1990. Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin và tỉnh Bến Tre đầu tư xây dựng đền thờ mới, mở rộng khu di tích, khởi công vào ngày 1 tháng 7 năm 2000, khánh thành ngày 1 tháng 7 năm 2002 với tổng diện tích khu mộ và đền thờ là trên 14.000 m². Đền thờ mới có hình tròn với 3 tầng mái tượng trưng cho 3 nghề nghiệp của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu là nghề thầy giáo, nghề thầy thuốc và nghề sáng tác văn thơ. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2499 xếp hạng mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu là di tích quốc gia đặc biệt. Và phía trước mặt chúng ta là một tấm bia, phía đây là ghi văn bia cụ Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây một cái bài văn của tác giả Phương Huy, thì cũng ghi đến để trước mộ của Nguyễn Đình Chiểu. Thì ở đây có một cái bài văn nhỏ viết là văn bia cụ Nguyễn Đình Chiểu anh Tùng. Đúng rồi, văn bia cụ Nguyễn Đình Chiểu của tác giả là Phương Huy, giống như ca ngợi cái những cái việc tốt đẹp của cụ Nguyễn Đình Chiểu giúp ích cho đời. Thì bước vô cái căn lăng mộ của ông Nguyễn Đình Chiểu thì Chiểu bắt gặp có 4 cái cột chính, và trong đó 4 cột chính nó có 4 câu thơ hả Tùng? Có 4 bức liễm và có những câu thơ. Đây rồi, mọi người thấy đi Tùng. Đây mình nữa. Đúng rồi, cửa bằng gỗ, cửa gỗ chạm khắc hoa văn hình hoa mai. Thì bước vào trong đền thờ của cái lăng của cụ Nguyễn Đình Chiểu thì có 4 cây cột rất là lớn, được sơn nâu, và mỗi cột là có một bức liễm ghi những câu thơ. Bức liễm này người ta làm bằng gỗ gì anh Tùng? Không biết nữa, nhưng mà này bằng gỗ, gỗ từ một cây lớn vậy, một cái cây lớn chắc luôn nha. Đúng rồi, gỗ xưa mà. Hồi xưa người ta từ một cái cây lớn người ta đục đẽo ra rồi, làm tức là cái cây này cũng lớn lắm, không cái bức liễm này nhìn bài ngang này cũng phải là 4 tấc trở lên. Cái này người ta chạm khắc rất là tinh xảo đúng không? Đúng rồi, người ta chạm khắc hoa văn kia. Hoa văn rất là tinh tế. Những câu có thơ có ý nghĩa nè. Hôm nay cho chồng mình đọc, ở ngoài đọc trước coi gì. Nhân nghĩa sáng ngôi, sáng ngời. Nhân nghĩa sáng ngời. Vần nhật nguyệt. Vần nhật nguyệt. Biết sao là chở bao nhiêu gạo thì không nhận. Thuyền không khẩm, không khẩm, không có chìm á. Không chìm á, không. Đây là câu thơ rất là nổi tiếng của cụ Nguyễn Chiểu là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm. Và bên đây là đâm mấy thằng giặc gian bút chẳng tà. Đó, đây là câu thơ, hai câu thơ rất là nổi tiếng của cụ Nguyễn Chiểu.
À, xưa Nguyễn Chiểu là thầy á, rồi cũng dạy học trò này kia đó. Văn thơ của ông rất là hay nên chắc cái những cái bức này là cũng những học trò, những người dân tôn kính ông. Cái này bằng đá. Gỗ. Đá gỗ, gỗ hả? Gỗ chứ không phải đá đâu. À, này gỗ luôn hả? Gỗ người ta vẫn ghép lại. Ghép từng miếng từng miếng. Ghép từng miếng nhỏ lại. Ờ, à, người ta khắc. À, người ta khắc ta, ta, ta chạm lên đó. Chạm khắc. Còn bức vòng phong thứ hai ở phía bên tay phải của mọi người thì là một cái cuộc chiến tranh anh em. Cuộc kháng chiến. Cái này là nói về cuộc kháng chiến, mô tả về cuộc kháng chiến giống như của người dân Nam Bộ chống lại thực dân Pháp đó. Vậy hả? Đó, đây cái ảnh của người Pháp đó. Người Tây Phương đó. Đó, ngày xưa là thời Pháp xâm chiếm nước ta đó. Thì thấy đây là những cái người nông dân. Cầm gươm hồi xưa là chưa có vũ khí, thì tối tân thì chỉ tầm vong vắt nhọn những cây gươm giáo đơn sơ thôi, chủ yếu là tầm vong vắt nhọn để chiến đấu lại quân Pháp xâm lược. Nhưng mà mình nghĩ là cái tượng của cụ Nguyễn Chiểu này bằng đồng á. Tượng trên nó lại nghĩ bằng đồng á. Nó đúc bằng đồng á. Và phía sau là tượng của cụ Nguyễn Chiểu có bức hình bình phong rồi. Nghĩ là không biết bằng gỗ bằng đồng biết, nhưng mà có điêu khắc chim hà hoa lá cũng rất là đẹp. Đây cũng có rất là nhiều cái sân khấu kịch bản họ diễn tả lại và họ diễn lại cái câu chuyện của Lục Vân Tiên lắm nè anh Tùng. Đúng rồi, đây là tác phẩm Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Chiểu rất là nổi tiếng, nên được các xưởng phim quay thành phim, và những sân khấu kịch hay là cải lương cũng được dựng thành những vở cải lương, những vở kịch vậy đó. Đây là Lục Vân Tiên. Thì Lục Vân Tiên là tập truyện thơ viết bằng chữ nôm. Tác phẩm kể câu chuyện về nhân vật Lục Vân Tiên tài hoa hào hiệp, nhưng cuộc đời lại gặp nhiều sóng gió tai ương. Nhưng cuối cùng Lục Vân Tiên vượt qua mọi thử thách, đạt công thành danh tội và sum họp với Kiều Nguyệt Nga, tài sắc vẹn toàn. Thì câu chuyện Lục Vân Tiên có những nét tương đồng với cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu, với những tình tiết chính. Tác phẩm thể hiện rõ tư tưởng đạo đức nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu, qua đó nhắc nhở người đời về luật nhân quả, giữ răng việc trước lành dè thân sau. Bên cạnh đó, tinh thần và cốt cách của nhân vật Lục Vân Tiên còn phản ánh phong thái và hào khí của người Nam Bộ và rộng ra là người Việt Nam nói chung. Đây là tác phẩm Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên truyện 1865. Đây là bản in cổ nhất do Duy Minh Thị ở Gia Định Thành đính chính, khắc in ở Quảng Đông Trung Quốc, Quảng Thạnh Nam phát thụ, Bảo Hoa Cát tàn bản. Cái này những cái bản in hồi xưa đó, nhưng không phải lại những cái hồi xưa cái trang sách, trang kinh, trang thời xưa bằng giấy, nhưng mà theo thời gian nó bị phai mờ rồi kia đó, thì giờ người ta lấy những cái bản này người ta in vào đây, tôi lại một cái tờ dán bự dán lên. Đây là có những bức tranh cũng như là những bài văn thơ của cụ Nguyễn Chiểu xưa là ghi bằng chữ Hán nôm vậy hả? Đó là thời đó là ghi chữ Hán nôm không, mà sau này mới đầu có chữ Việt người ta mới dịch lại. Nguyệt Nga trốn họ Bùi nè, lão bà gặp đem về nuôi đó. Rồi Nguyệt Nga nhảy xuống biển nhờ Quan Âm đem vô bờ, vào vườn gặp Bùi ông đem về nuôi, bị Bùi Kiệm dỗ ngon dỗ ngọt. Thái sư đi nói Nguyệt Nga cho con không được, nên nó oán mà xin vua đòi đi cống hồ bên nước Âu Hoa. Nguyệt Nga rồi cũng thân phận một người con gái có nhan sắc tuyệt trần, nhưng mà cũng gặp nhiều gian truân trắc trở. Nguyệt Nga nhân có Lục Ông Kiều Công mời qua, nghe tin Vân Tiên mất buồn đầu khóc than.
Hấn Minh đem Vân Tiên về chùa. Vân Tiên là người cũng người dũng sĩ anh hùng, sau này như là Lục Vân Tiên bị mù mắt, Du Thần cứu ra khỏi hang, gặp lão Tiều cổng Vân Tiên về nhà. Khu này là khu trưng bày về cái câu chuyện, về những cái sách sách thơ văn tác phẩm của cụ Vân Tiên, Lục Vân Tiên, của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Bên cái cụ Lục Vân Tiên. Câu chuyện Lục Vân Tiên nhiều quá thì giờ tài liệu cái miệng đây cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh 1822, mất 1888. Hai cụ Đồ Chiểu là một nhà thơ lớn và nhà văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 19. Sinh ra và trưởng thành vào lúc đất nước đầy biến cố. Dẫu trải qua những bất hạnh của cuộc đời, Nguyễn Đình Chiểu đã vượt lên trên số phận, làm tấm gương sáng về học tập suốt đời. Các tác phẩm văn chương của ông nêu bật lòng yêu nước, vô bờ và khí tiết mạnh mẽ của một trí thức Việt Nam ở thế kỷ 19. Ngôn ngữ văn chương của Nguyễn Đình Chiểu giúp các quan niệm nho giáo như trung, tiết, hiếu, nghĩa v.v. Dễ dàng đi vào lòng người, trở thành triết lý sống riêng của người Nam Bộ. Sống một cuộc đời thanh bạch, không màng danh lợi, luôn đề cao y đức và cứu người. Những giá trị văn hóa, đạo đức của nhà giáo và thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu đã trở thành những di sản sống mãi, lan tỏa mạnh mẽ cho hậu thế học tập và truyền tụng, không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Vì những lẽ đó, kỳ họp Đại hội Đồng lần thứ 41 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã ra nghị quyết cùng Việt Nam tôn vinh và kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Bà sinh ra trong một gia đình có nề nếp gia phong ở làng Thanh Ba, huyện Cần Duộc, tỉnh Gia Định, nay là xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Bà nổi tiếng trong vùng là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông cầm kỳ thi họa pháp đánh Gia Định, và đưa gia đình về Thanh Ba ở chùa Tôn Thạnh. Bà vừa chăm sóc gia đình, vừa giúp Nguyễn Đình Chiểu mở trường dạy học, làm thuốc, sáng tác những án thơ, tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước, cổ vũ nghĩa sĩ. Ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ rơi vào tay giặc, bà đưa gia đình về Ba Chi, mọi công việc mưu sinh, chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái, giúp chồng đều đặt lên đôi vai của bà. Sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Đình Chiểu không thể tách rời vai trò của bà Lê Thị Điền. Bà vừa là người vợ, vừa là thư ký. Bà cung cấp thông tin giúp mà Nguyễn Đình Chiểu nắm bắt và phản ánh hiện thực xã hội trong các tác phẩm của mình. Bà Lê Thị Điền này là vợ của cụ Nguyễn Đình Chiểu, và đây là Sương Nguyễn Ánh. Thì Sương Nguyễn Ánh là ngồi 1864-1922 đem chuông lên đánh Sài Gòn để cho nữ giới biết con ông đồ. Sương Nguyễn Ánh tên thật là Nguyễn Thị Khuê, là con gái thứ năm của Nguyễn Đình Chiểu. Bà là một phụ nữ tài hoa nhưng khiêm tốn, dịu dàng, yêu nước, sẵn sàng vì nghĩa lớn. Bà có tư chất thông minh, tài thơ văn và quan tâm đến thời cuộc. Năm 1918, bà làm chủ bút, đồng thời biên tập viên của tờ báo Nữ Giới Chung, tờ báo phụ nữ Việt Nam đầu tiên ở Sài Gòn. Ngoài bút danh Sương Nguyệt Ánh, bà còn ký nhiều bút danh khác như Xuân Khê, Nguyệt Nga, Nguyệt Anh. Tên tuổi của Sương Nguyệt Ánh được nhắc đến nhiều trên văn đàn công khai ở Nam Kỳ trong những năm đầu thế kỷ 19. Đây là Sương Nguyệt Ánh, con gái thứ năm của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Cột ở bên đây là có câu thơ là thà đuôi mà giữ đạo nhà. Bên đây câu thơ là còn hơn có mắt ông cha không thờ. Đây là bát hương, nhìn thẳng vào trong thì trước tiên chúng ta thấy có những cái nấm, những cái hình nấm tròn, và tiếp theo sau là hai phần mộ liền kề với nhau. Đó là của cụ mộ ở chính giữa là cụ Nguyễn Đình Chiểu, phía bên tay phải là cụ bà Nguyễn Thị Điềm,
Và phía bên tay trái của mình là con gái thứ năm của cụ Nguyễn Triệu là Sương Nguyệt Ánh. Phía trong này công viên thì cũng có tường bao được sơn mới đẹp đẽ và những trồng những cây thuốc. Cụ Nguyễn Đình Chiểu là một thầy thuốc cứ có tâm có đức. À, đây là cây giá tỵ. Cái cây này là cây giá tỵ, họ có roi ngựa. Cây này cũng là một cây thuốc. Và phía sau đây là có một khu vườn nhỏ để trồng những cây thuốc nè, vườn thuốc nam. Di tích mộ và Nguyễn Đình Chiểu, hội Đông Y, huyện Ba Chi. Thì ở nơi đây có trồng những cây thuốc, có rất là nhiều cây thuốc. Như ở đây là cây bao tử nè, cỏ linh chi, bộ phận dùng là lá, ăn sống lá, công dụng là trị đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết dạ dày. Cây này là cây sâm đại hành, tỏi lào, hành đỏ, bộ phận dùng là củ, tức thân cây, công dụng là trị thiếu máu, vàng da, hoa mắt, chóng mặt, chóng váng, nhức đầu, mệt mỏi, ho ra máu, ho lao, ho gà, viêm họng cấp và mạn. Đây là cây ké đầu ngựa, lần đầu mình cũng mới thấy luôn á. Đây là cây ké đầu ngựa. Bộ phận dùng là quả, còn thân bỏ rễ, công dụng là chữa phong hàn, đau đầu, tay chân đau co rút, phong tê thấp, đau khớp, viêm mũi, nổi mề đay, ngứa mụn nhọt, làm ra mồ hôi. Đó, đây là những cây thuốc của nam. Ở trong khu vườn ở phía sau lăng mộ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Đây là tầng lá dày, húng chanh. Đây là lá lốp. Đây là những cây thuốc nam. Ở đây là đinh lăng hả anh? Đinh lăng hả? Cũng không rành nữa. Thì có bản rồi, bên kia có bản đó. Cái phải không? Đinh lăng nè. Có, anh thấy cây này là có cây ké đầu ngựa nè, mới biết nghe nói ké đầu ngựa trong cái mà lần đầu mới biết nè. Vậy hả? Ừ, đó, ké đầu ngựa nè, cái bông nó, cái trái nó nhỏ cũng nhìn nó cũng lạ. Mình quen với đó. Cái ké đầu ngựa kìa. Cái này cây đinh lăng là bộ phận dùng là rễ, thân lá, công dụng là dùng làm thuốc bổ, trị suy nhược cơ thể, tiêu hóa kém, nhức mỏi, sau sinh ít sữa, chữa ho, ho ra máu, thông tiểu tiện, kiết lỵ, đau lưng, lá chữa cảm sốt, mụn nhọt, sưng tấy, sưng vú. Ngoài cây là bạch hoa xà, đuôi cong hoa trắng, nhìn cũng lạ quá. Đây là cây bạch hoa xà nè mọi người và các bạn. Mình nhìn cũng rất là lạ, đúng là có nhiều cây thuốc nam mình cũng chưa có biết hết. À, ở đây là cây mã đề. Cây mã đề mình thấy cũng có nhiều nơi trồng lắm mà giờ mới biết tên, nó là cây mã đề nè. Công bộ phận dùng là toàn cây, công dụng là trị sỏi niệu, nhiễm trùng, đường tiết niệu, phù thủng, cảm lạnh ho, viêm khí quản, viêm ruột, lỵ, viêm gan, viêm kết mạc cấp, lợi tiểu. Đó, đây cây mã đề, cái bông nè các bạn. Cây này mình thấy cũng rất nhiều nơi trồng mà lần đầu tiên mình mới biết là cây mã đề luôn. À, bên đây là cây đại tướng quân. Cây đại tướng quân cũng nghe tên. Nghệ vàng, đây là nghệ đen. Và đây là cây bạch chỉ. Đây là cây bạch chỉ, là bộ phận dùng rễ cũ, công dụng chữa cảm sốt, nhức đầu, đau răng, sốt không ra mồ hôi, ngạt mũi, tay chân nhức mỏi, phong thấp, đau xương, nhức mắt, viêm da do dị ứng, ban trái đầu mùa. Đây là cây ba bạch chỉ. Đây cây bạch chỉ nè mọi người và các bạn. Đây là vườn thuốc nam. Đó, cái bông của cây mã đề nè cũng rất là đẹp.
chúng ta thấy một cái ao sen rất là cũng là rộng lớn, hoa sen màu hồng rất là đẹp, trong bùn không gì đẹp bằng sen đó, sen mọc lên từ dưới bùn tinh khiết, mọc từ bùn mọc lên mà không hôi tanh mùi bùn. Phía sau mình nhìn tổng thể lên phía trước cái lăng của cụ Nguyễn Đình Chiểu đây. Thôi mình cũng xin kết thúc cái clip ở đây. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người và các bạn nhiều sức khỏe, may mắn, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.